Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi vừa tổ chức khai trương chi nhánh Đà Nẵng. Chi nhánh có địa chỉ tại 360 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là thành viên kinh doanh top đầu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được cho phép và bảo lãnh của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa qua 4 năm hình thành và phát triển công ty có 14 chi nhánh và văn phòng đại diện trên cả nước và tại Đà Nẵng đây là chi nhánh đầu tiên được thành lập tại lễ khai trương lãnh đạo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa gia các lợi và chi nhánh đà nẵng cam kết sẽ tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng cổ đông và người lao động đóng góp vào sự phát triển của thị trường phái sinh hàng hóa việt nam dịp này công ty cổ phần giao dịch hàng hóa gia cát lợi đã tổ chức hội thảo tìm hiểu thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho các đối tác nhà đầu tư cách quản trị vốn hiệu quả và giao dịch hàng hóa thành công